Công bố lệnh của Chủ tịch nước về hai luật được Quốc hội khóa 15 thông qua. Lượng F0 tăng cao, các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp ứng phó. Doanh nghiệp du lịch đường thủy thành phố Hồ Chí Minh gửi đơn kiến nghị các cơ quan chức năng trước nguy cơ phá sản. Khởi tố vụ phá rừng lớn ở Gia Lai. Mưa kết hợp xả lũ gây ngập úng ở nhiều tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Người dân sống gần cảng Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh bất an khi nhà liên tục bị rung lắc, rạn nứt. Minh Tiệp xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Việt Nam hội nhập tuần này của chúng tôi. Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về hai luật đã được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ hai, bao gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê. Theo đó, luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự gồm hai điều nhằm đáp ứng yêu cầu, đảm bảo đúng lộ trình, thực hiện các cam kết ký trong Hiệp định CPTPP đối với Việt Nam và giải quyết những vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn do thiên tai, dịch bệnh gây ra. Đáng chú ý, tại khoản 1, điều 1, luật sửa đổi bổ sung khoản 3, điều 146, theo hướng bổ sung trách nhiệm kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm đối với công an xã, phường, thị trấn, đồn công an, luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 12 năm 2021. Luật sửa đổi bổ sung một số điều và phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của luật thống kê sửa đổi bổ sung 4 nội dung nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc thu nhập, tính toán các chỉ tiêu thống kê cũng như cơ sở pháp lý để biên soạn GDP, GRDP và đánh giá lại quy mô GDP, từ đó nâng cao chất lượng thống kê và hội nhập quốc tế. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Theo đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam VNX, khi cơ quan này chính thức được kiện toàn và đi vào hoạt động, sẽ thống nhất thị trường giao dịch chứng khoán, từ đó góp phần quan trọng đưa thị trường hoạt động hiệu quả, bền vững hơn. Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đang xây dựng hàng chục quy chế cho các hoạt động nghiệp vụ chứng khoán trên cả 3 mảng thị trường, cổ phiếu, trái phiếu và phái sinh. Một số dự thảo quy chế đã được báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trong thời gian tới, sau khi được phê duyệt, VNX sẽ được ban hành để triển khai ngay. Hoạt động của VNX sẽ mang tính đại diện của thị trường, chú trọng phát triển thị trường chứng khoán theo hướng an toàn, ổn định, hiệu quả, bền vững, công khai, minh bạch, hướng tới phát triển tài chính xanh, chứng khoán xanh, tăng cường mở cửa hội nhập, liên kết với các thị trường khu vực và thế giới, tiếp cận với các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Các tàu nhà hàng trên sông Sài Gòn là một trong những dịch vụ du lịch nổi bật của thành phố Hồ Chí Minh, hàng năm thu hút một lượng lớn du khách. Nhưng hiện nay, mô hình dịch vụ này lại đang đứng trước nguy cơ phá sản. Mới đây, các doanh nghiệp có tàu du lịch nhà hàng đang hoạt động trên sông Sài Gòn đã đồng loạt gửi văn bản kêu cứu tới Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành liên quan để có những chính sách hỗ trợ kịp thời. Kể từ khi dịch Covid xảy ra, suốt 2 năm nay, những con tàu nhà hàng du lịch trên sông Sài Gòn thường xuyên rơi vào tình trạng đắp chiếu như thế này. Chỉ tính riêng phí neo đậu của mỗi con tàu cũng lên tới hàng trăm triệu đồng. Chúng tôi có những cái chi phí đặc thù mà vẫn cứ phải thực hiện liên tục. Ngoài những chi phí như là về ngân hàng, trả lương cho người lao động, bảo hành, bảo dưỡng tàu, nổi bật, tôi muốn nói đến là chi phí thuê cầu bến. Lúc thì được giảm 30%, lúc thì được giảm 50%, và chi phí ấy vẫn rất lớn. Những chủ tàu đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, bởi mở cửa hoạt động thì không có khách, mà muốn bán tàu để trả nợ ngân hàng cũng không có ai mua. Đứng trước nguy cơ phá sản hiện hữu, mới đây, các doanh nghiệp đã đồng loạt gửi đơn kiến nghị lên chính quyền thành phố Hồ Chí Minh để hy vọng có những chính sách hỗ trợ kịp thời trong giai đoạn khó khăn này. Nếu mà thành phố không ra tay để hỗ trợ một phần nào cái chi phí neo đậu bến bãi thì thật sự nói không phải một mình công ty tôi. Tôi nghĩ rằng là tất cả các công ty du lịch đường sông ở thành phố Hồ Chí Minh sớm thì muộn thì cũng phải ngừng hoạt động. Không thể gánh nổi cái chi phí bến bãi cao như vậy. Cái khoản vay, khoản tín dụng mà đã đóng những cái con tàu trước đây ấy, thì nó còn khoảng độ trên 3 tỷ. Nên là tôi cũng hy vọng là
Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét cho các cái doanh nghiệp mà đang ảnh hưởng lớn vì bị dịch ấy, thì sẽ có thể gia hạn thêm để khi mà những cái con tàu chúng tôi hoạt động trở lại, đặc biệt là những tàu ngủ đêm hoạt động trở lại thì mới có cái doanh thu để mà trả lãi ngân hàng và trả cái tiền gốc. Ngoài vấn đề tạo điều kiện về chỗ neo đậu cho tàu không tính phí trong thời điểm dịch bệnh, các doanh nghiệp còn kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh cần nhanh chóng quy hoạch bến thủy nội địa. Mặc dù có lợi thế về du lịch đường thủy, nhưng cho đến nay, thành phố vẫn chưa có một bến thủy nội địa để doanh nghiệp được hoạt động theo đúng cơ chế, tránh việc phải neo đậu ở nhờ cảng biển với mức phí cao. Những tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, các ca F0 liên tục tăng. Mỗi ngày thành phố ghi nhận 1.000 đến 1.700 ca nhiễm. Số ca nhập viện cao hơn số ca xuất viện. Số ca tử vong vẫn ở mức cao, có ngày ghi nhận 67 ca. Vì vậy, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều biện pháp nhằm ứng phó với số ca nhiễm tăng. Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 đa tầng Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang điều trị cho hơn 800 ca F0. Khu vực hành lang được tận dụng để điều trị cho bệnh nhân bởi số ca nhập viện quá tải. Sở Y tế đã điều động 20 nhân viên y tế từ các bệnh viện khác hỗ trợ cho bệnh viện này. Về con người thì hiện tại đang thiếu. Do đó với cái tiêu chuẩn mà quy định thì hiện tại cái số lượng nhân viên y tế còn thấp so với số bệnh nhân đang được điều trị tại đây. Phải nói rằng là Sở Y tế rất kịp thời. Ngay khi chúng tôi phản ánh thì Sở Y tế đã có cái điều phối để bổ sung cho cái nguồn nhân lực đang thiếu tại bệnh viện Dã chiến đa tầng Tân Bình này. Để ứng phó với tình hình số ca nhiễm tăng, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng cường thêm 344 trạm y tế lưu động cho các địa phương để thực hiện chiến tổng đài 1022 tiếp tục được duy trì với 200 bác sĩ và 1.500 bác sĩ của mạng lưới thầy thuốc đồng hành tư vấn cho F0 điều trị tại nhà. Ngoài ra, ngành y tế tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân, có kế hoạch tiêm vaccine mũi 3 và tiếp tục mở rộng bệnh viện Dã chiến tuyến quận. Chúng ta cũng vẫn đang cố gắng để có thể không để cái hiện tượng quá tải nó xảy ra. Và một cái nhiệm vụ của anh em chúng ta là không thể để F0 nó sẽ tăng mãi. Thì chúng ta sẽ có nhiều biện pháp làm tốt công tác điều trị thì để cho giảm cái tỷ lệ tử vong. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đề nghị Sở Y tế theo dõi các chỉ đạo về biến chủng Omicron của Bộ Y tế. Tuy nhiên, ngành y tế thành phố khuyến cáo người dân không nên hoang mang, dù là biến chủng nào COVID-19 cũng lây qua đường hô hấp. Vì vậy, người dân cần tuân thủ quy tắc 5K. Thời gian gần đây tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều cây xanh lâu năm có nguy cơ gãy đổ, gây nguy hiểm cho người đi đường, đã được cơ quan chức năng đốn hạ, thay thế bằng lực cây mới. Đây là hoạt động nhằm đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng của người dân, nhất là trên các tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố. Nhiều cây cổ thụ lớn nằm trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1 và các tuyến đường khác trong nội thành đã được đốn hạ hoặc tỉa cành. Đây là điều người dân Thành phố Hồ Chí Minh rất tiếc nuối vì mất đi cảnh quan thành phố đã có từ hàng chục năm nay. Lượng cây xanh của Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang giảm đáng kể trong mấy năm gần đây. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, qua công tác rà soát và kiểm tra an toàn cây xanh cho thấy, nhiều cây xanh lâu năm đang trong quá trình mục ruộng, bật gốc, bị xâm hại đến tuổi nghỉ hưu và thiếu an toàn. Việc chặt hạ cây để đảm bảo an toàn cho tính mạng và tài sản của người dân. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã lên danh sách thống kê những cây cổ thụ lâu năm cần được đầu tư chăm sóc và bảo tồn để nhằm lưu giữ lại mạng xanh. Đối với gỗ của cây đã bị đốn hạ, sẽ được sử dụng để làm bàn ghế hoặc các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trưng bày tại các công viên, viện bảo tàng của Thành phố Hồ Chí Minh. Một vụ phá rừng quy mô lớn vừa được phát hiện tại Gia Lai, lực lượng công an địa phương đã xác định được nhóm đối tượng khai thác gỗ trái phép, đồng thời ra quyết định khởi tố điều tra xử lý theo quy định. Rừng ở xã Chư Grey, huyện Công Chơ Ro, khi cơ quan chức năng tới nơi hàng chục thân gỗ lớn đã bị cưa hạ. Sau quá trình điều tra, 4 đối tượng liên quan đã tới cơ quan công an đầu thú. Các đối tượng mà vào phá rừng thì là rất là manh động, đối tượng thì nhiều. Quá trình mà để phát hiện cái vụ việc này thì chúng tôi đã tiến hành theo dõi một thời gian rất là dài. Quá trình mà trinh sát phải bí mật vào rừng. Đúng cho cái hiện trường khai thác mà đi mất khoảng 4 tiếng thì chúng tôi phải đi 8 tiếng. Vì cái việc mà chúng tôi phải đi vòng rừng để bọc lại để tránh các đối tượng đều có cắt cử người trông coi. Từng đoạn một, từng cái cửa rừng vào một là đều có các đối tượng sẽ trông coi giám sát người lạ vào. Khi phát hiện người lạ thì các đối tượng rừng hoạt động.
Hai nữa là đường rừng thì nó vất vả. Mùa này thì bắt đầu cái khu vực phía đông là mùa mưa. Đấy, vì cái việc mùa mưa mà đi vào rừng rất khó khăn. Các đồng chí trinh sát cũng đã hoàn thành được cái nhiệm vụ. Kết quả thì cũng đã phát hiện và làm rõ được các đối tượng. Theo khai nhận, các đối tượng vào rừng tìm các cây gỗ lớn để đánh dấu, sau đó về tìm được người mua thì mang theo máy cưa vào cắt, xẻ gỗ, dùng xe mô tô độ chế để tời. Chở gỗ về bán chia nhau tiền tiêu xài. Hành vi của cháu là sai, là vi phạm pháp luật. Cháu hứa là sẽ khai thành khẩn để nhận được sự khoan hồng của nhà nước. Xác định vụ án phá rừng quy mô lớn này liên quan đến nhiều đối tượng, các đơn vị chức năng của tỉnh Gia Lai đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ việc trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Công Chơ Ro, tỉnh Gia Lai vừa khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với một nhân viên quản lý bảo vệ rừng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp IA3 để điều tra. Đối tượng bị bắt là Trần Văn Quy, sinh năm 1984, trú tại huyện Công Chơ Ro, tỉnh Gia Lai. Trần Văn Quy được phân công giao nhiệm vụ bảo vệ quản lý tiểu khu 734 thuộc xã Chư Rây nhưng đã không thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ của mình để cho lâm tặc khai thác 12 cây gỗ các loại với tổng khối lượng gần 85 mét khối, gây thiệt hại hơn 270 triệu đồng. Trên địa bàn các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, những ngày qua có mưa lớn kéo dài, cùng với đó là đập thủy điện, thủy lợi tăng cường xả nước gây ngập lụt tại các khu dân cư. Trên địa bàn xã Ayunpa, tỉnh Gia Lai, những ngày qua có mưa lớn kéo dài, cùng với đó các đập thủy điện, thủy lợi tăng cường xả nước gây ngập lụt tại các khu dân cư sinh sống dọc lưu vực sông Ba. Các lực lượng đã hạ thủy nhiều thuyền cano cứu hộ, đồng thời liên lạc với người dân bị mắc kẹt để lên phương án cứu hộ an toàn. Lực lượng chức năng vẫn túc trực tuần tra để đảm bảo không có người dân nào bị cô lập do nước dâng cao. Tại tỉnh Bình Định, nước lũ trên các sông dâng cao khiến cho nhiều khu vực dân cư ở hầu hết các địa phương trong tỉnh bị cô lập, giao thông chia cắt. Một số khu dân cư ngập sâu hơn 1 mét, không thể đi lại được và bị cô lập hoàn toàn. Theo báo cáo từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, mưa lớn đã khiến cho trên 23.000 ngôi nhà ở các huyện, thị xã, thành phố bị ngập trong nước lũ. Một người bị nước lũ cuốn trôi mất tích, một người bị té ngã trong nước lụt tử vong. Toàn tỉnh có 8 ngôi nhà bị sập, 17 km kênh mương bị hư hỏng, 26 đập tạm bị phá hủy, tổng thiệt hại 124 tỷ đồng. Mưa lớn kéo dài những ngày qua, cùng với các nhà máy thủy điện ở Phú Yên tiến hành xả lũ, nên nhiều khu dân cư, công trình đường giao thông tại Phú Yên bị ngập sâu, gây chia cắt. Các địa phương dọc sông Ba qua địa bàn tỉnh Phú Yên đã bị ngập sâu. Mặc dù đã được cảnh báo, chủ động các phương án ứng phó với mưa lũ, nhưng nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố vẫn không kịp di dời tài sản đến nơi an toàn. Mưa lớn, nước lũ dâng cao đã gây chia cắt giao thông trên các tuyến quốc lộ 29, 25, 19C qua địa bàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, tỉnh Phú Yên đã di dời 3.000 hộ dân với hơn 11.400 nhân khẩu tại các vùng trũng thấp, ngập lụt, xung yếu tại các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân, Tuy An và thành phố Tuy Hòa đến nơi an toàn. Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản hỏa tốc gửi Ủy ban nhân dân thành phố về chủ trương thực hiện công tác điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tuyến metro số 1. Theo đó, dự kiến đến cuối quý 4 năm 2023, tuyến metro số 1 sẽ chính thức đi vào vận hành thương mại. Cụ thể, qua rà soát và đánh giá toàn bộ tình hình của dự án, liên danh tư vấn NGPT phân tích thời gian khả thi để hoàn thành công tác thi công và đề xuất ngày vận hành thương mại tuyến metro số 1 là cuối quý 4 năm 2023. Sở dĩ có sự chậm trễ này là do quá trình thi công bị ảnh hưởng rất nhiều bởi dịch bệnh, từ việc thiếu công nhân, thiếu chuyên gia đến thiếu hụt nguyên liệu thi công và nhiều thiết bị chưa nhập về. Hiện chủ đầu tư và Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đang gấp rút triển khai nhiều biện pháp, trong đó có việc hoàn tất công tác thương thảo, đàm phán phụ lục hợp đồng số 19, dịch vụ tư vấn chung tuyến metro số 1 để đẩy nhanh quá trình thẩm định, ký kết hợp đồng. Chuyến bay mang số hiệu VN98 của Vietnam Airlines đã hạ cánh tại sân bay San Francisco, trở thành chuyến bay lịch sử đánh dấu sự kiện đường bay thẳng thương mại thường lệ giữa Việt Nam và Mỹ chính thức được khai mở.
Twitter của sân bay quốc tế San Francisco đã đăng tải hình ảnh chào đón chuyến bay VN98 của Việt Nam. Nhân viên tại sân bay đã chờ từ trước, cầm trên tay quốc kỳ của Việt Nam và Mỹ, vẫy chào chiếc Boeing 787-9 Dreamliner. Tổng thời gian bay thẳng không điểm dừng từ thành phố Hồ Chí Minh đến San Francisco là 13 tiếng 45 phút. Đến đây, Vietnam Airlines là hãng hàng không Việt Nam đầu tiên khai thác đường bay thẳng thường lệ đến Mỹ. Đồng nghĩa, VN98 là chuyến bay thường lệ đầu tiên trong lịch sử trên đường bay giữa Việt Nam và Mỹ do một hãng hàng không Việt Nam thực hiện. Từ ngày 28 tháng 11, Vietnam Airlines khai thác thường lệ 2 chuyến một tuần giữa thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco, dự kiến tăng lên 7 chuyến một tuần sau khi dịch bệnh được kiểm soát và chính phủ Việt Nam cho phép mở lại các đường bay quốc tế thường lệ. Bản tin tuần trước chúng tôi đã đề cập đến việc quốc ca Việt Nam và hàng loạt các ca khúc nổi tiếng khác bị gậy đánh bản quyền trên mạng xã hội YouTube, khiến nhiều người bức xúc, nhất là các nhạc sĩ, ca sĩ. Để làm rõ hơn vấn đề này, trên góc độ luật, phóng viên Việt Nam Hội Nhập đã có cuộc trao đổi với luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn, người bảo vệ họa sĩ Lê Linh trong vụ đòi được tác quyền Thần Đồng Đất Việt. Kính chào luật sư Phạm Vũ Khánh Toàn ạ. Liên quan đến câu chuyện bản quyền thì trước những lùm xùm như vậy thì quan điểm của anh thế nào? Thứ nhất ấy, thì phải khẳng định là thế này này, là hệ thống pháp luật của Việt Nam về bản quyền tác giả đã đáp ứng các cái tiêu chuẩn cơ bản, các tiêu chuẩn tối thiểu của luật pháp quốc tế về bản quyền tác giả. Thế chỉ có cái điều là dân trí, cái hiểu biết về pháp luật bản quyền tác giả thì nó còn chưa được phổ biến một cách rộng rãi. Trong một sản phẩm âm nhạc cuối cùng tới được tai người thưởng thức đấy, thì nó cũng công lao của nhiều người, nó tích hợp rất nhiều quyền khác nhau và nó bắt đầu rối ở chỗ đó. Thế thì bây giờ việc bảo hộ, bảo vệ cho quyền của mình thế nào đây? Mình khai thác mà, thì mình phải bảo vệ chứ. Thế thì các cái công ty ghi âm ghi hình đó đấy, để bảo vệ cái quyền trên mạng thì người ta phải sử dụng các công cụ kỹ thuật. Mà các công cụ kỹ thuật thì nó lại rất là vô tình. Nó sẽ không phân biệt được là trong cái sản phẩm cuối cùng đấy nó có bao nhiêu quyền đâu. Chẳng hạn như là tác giả không bán cho anh bài hát, nhưng mà cuối cùng thì cái công cụ của anh vô tình như thế nó lại phản ánh lên YouTube là hình như là tác giả lại có xâm phạm quyền của anh. Thì thành như vậy anh đã làm phiền tác giả. Vừa rồi nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, tổng giám đốc của Trung tâm Bản quyền, ông cũng đưa ra một cái nhận định, đó là thực tế khi mà những cái vụ việc tương tự như thế này mà ông ra tòa thì để đi đến tận cùng chứng cứ thì luôn là yếu tố quyết định. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có cái chứng cứ. Điều này thì nó phải là một thiệt thòi lớn cho những cái người nhạc sĩ, những cái người ca sĩ, những cái người nổi tiếng mà chúng ta vẫn thường yêu mến, đúng không ạ? Thật ra gốc rễ của bản quyền ấy, có đưa ra tòa thì nói chung là những cái chứng cứ mà cho thấy là tôi đã sáng tác, thực sự sáng tác từ rất xa xưa thì hết sức quan trọng. Thế nhưng mà luật pháp cũng cho phép có một cái công cụ tạm thời ở cái giai đoạn nhất định thì nó cũng khá là thuận tiện. Đó là cái giấy chứng nhận bản quyền tác giả. Tức là các tác giả thôi chịu khó một tí, nó không mất bao nhiêu tiền, không bao nhiêu thời gian. Mình có tác phẩm nào mình chỉ có đăng ký một chút. Nó cũng là thói quen văn minh, cả thế giới làm thế, tại sao ta không làm thế? Thế thì bằng cái việc mình đi đăng ký cái bản quyền tác giả như vậy thì mỗi khi có xâm phạm xảy ra, chẳng YouTube người ta kêu, lập tức mình đưa cái chứng cứ là tôi đã có giấy chứng nhận đây, thì nó dễ dàng hơn rất nhiều. Rõ ràng nó cũng là cái bài học để cho những người như chúng ta và cả những nghệ sĩ sau này nhìn vào đó để mà tránh khỏi những cái mà thiệt hại, những cái lùm xùm không đáng có này. Những cái lùm xùm không đáng có này dần dần chúng ta phải quen câu chuyện là văn minh nhất là đưa ra tòa. Bây giờ chúng ta đã ý thức là về y tế là cần phải có bác sĩ gia đình, thì bây giờ chúng ta trong các quan hệ xã hội mà thấy cái gì nó vướng quá, lập tức hỏi luật sư ngay để dàn xếp các cái mâu thuẫn từ lúc còn rất nhỏ, dàn xếp ngay để khỏi phải ra tòa là tốt nhất. Nhưng mà lùm xùm đã lớn rồi thì phải đưa ra tòa, làm ra ngô ra khoai, và chỉ có bản án của tòa mới là bài học đắt giá nhất, chuẩn xác nhất cho toàn bộ xã hội. Sau đây là những thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tổ chức học tập trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Theo đó, các trường sẽ thí điểm dạy học trực tiếp từ ngày 13 tháng 12 tới đây đối với lớp 1, lớp 9 và lớp 12 trong 2 tuần. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa trình Ủy ban Nhân dân thành phố phương án thí điểm cơ chế cho y tế tư nhân tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân COVID-19. Đề xuất này nhằm để hỗ trợ cho hệ thống y tế tuyến cơ sở cũng như trạm y tế lưu động đang hoạt động trên địa bàn thành phố. Nhằm sớm khởi công các tuyến đường huyết mạch của vùng sân bay Long Thành, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Đồng Nai vừa kiến nghị Trung ương hỗ trợ khoảng 4.100 tỷ đồng.
Tùy vào mật độ giao thông ở địa phương, các dự án sẽ chia ra nhiều giai đoạn để thực hiện. Sau khi thành cảng hàng không lớn nhất nước, Đồng Nai sẽ lấy sân bay Long Thành làm trung tâm để xây dựng hệ thống giao thông kết nối với các địa phương với sân bay. Với chủ đề Xuân quê hương, ấm tình nhân ái, hội hoa xuân ở Thành phố Hồ Chí Minh năm nay được tổ chức từ ngày 27 tháng 1 đến ngày 6 tháng 2 năm 2022, tức là ngày 25 tháng Chạp năm Tân Sửu đến ngày 6 Tết Nhâm Dần. Đây là lần thứ 42 sự kiện này được tổ chức tại công viên Tao Đàn, quận 1 và năm nay sẽ miễn phí vào cổng thay vì bán vé 30.000 đồng như các năm qua. Nhiều năm nay, người dân sống cạnh cảng Tân Thuận, đường Trần Văn Khánh, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh luôn sống trong cảnh bất an và khi nhà cửa thường xuyên bị rung lắc bởi các hoạt động của doanh nghiệp. Năm nay, người dân đã làm đơn gửi tới các cơ quan chức năng nhưng không được giải quyết, trong khi tình trạng ô nhiễm và nguy hiểm lại gia tăng. Nhà ở của họ đã xuất hiện những vết rạn nứt, mất an toàn. Đây là những tiếng ồn mà người dân quanh cảng Tân Thuận chịu đựng nhiều năm nay. Kèm theo, đó là những rung lắc. Những xe tải trọng lớn chạy ngày đêm, ngay sát nhà dân. Và đó là lý do khiến người dân lo sợ bởi hàng loạt những ngôi nhà kiên cố ở đây xuất hiện những vết nứt. Cứ những cái cục sắt to khủng khiếp nên nó về rồi là cứ đổ xuống là cứ để đổ là rất là vô ý đổ cứ cái ình một cái thì là nhà chúng tôi nó rung rinh nhà cửa nứt hết, nứt toát hết cả ra rồi nghiêng rồi đổ rồi đủ thứ hầu như là thế, rất ảnh hưởng đến cuộc sống chúng tôi, không có làm ăn gì được mà không là hàng đêm làm cho bà con không có yên giấc, nhất là vấn đề cái đổ rung lớn làm cho cả cái nhà cửa của bà con rung lắc, thành thử là rất là hoang mang và cái nguy cơ là sập nhà. Ngoài việc nhà bị rung lắc bởi các hoạt động của cảng, người dân ở đây còn phải đối mặt với ô nhiễm bởi khói, bụi, sắt vụn như thế này từ trong cảng bay ra khắp khu vực dân cư. Đất thì nó rung chuyển, xong rồi khi mà sắt nó rớt xuống thì hả bụi bẩn đồ nó bay khắp nơi luôn. Thì bình thường ngày thường thì mình chỉ đóng cửa rồi thôi, rồi nếu mà bụi quá thì cũng không có cho mấy bé ra ngoài đường. Để giảm tiếng ồn á, rồi lắp kính đồ, đóng cửa mít lại hết. Chứ bây giờ, nhưng mà cái đó chỉ là cái khắc phục tạm thời thôi. Chứ không, mình không có khắc phục lâu dài về cái tình trạng này được. Để nơi ở được an toàn, nhiều hộ dân đã chủ động gia cố, trám lại những vết rạn nứt trong nhà. Nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Đã trám cũng là nứt, nứt phía trên á, phía trên là chủ đã trám này. Rồi. Đây là nứt số nhà 58 Trần Văn Khánh này. Dù người dân ở đây nhiều lần gửi đơn tới các cơ quan chức năng bày tỏ sự bức xúc và bất bình, nhưng nhiều năm qua vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Ở đây bà con cũng nhiều người ta gửi đơn lắm. Còn riêng tôi thì một lần thì tới đó, lúc đó thì gửi Sở Tài nguyên Môi trường thì có mời lên làm việc thì làm việc thì vậy thôi, nói qua rồi nói cách giải quyết rồi cuối cùng rồi từ đâu cũng vào đó thôi. Lãnh đạo cảng Tân Thuận thừa nhận sự hoạt động của doanh nghiệp làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt của người dân, cho rằng nền đất yếu gây hiện tượng rung lắc. Chúng tôi rất là cố gắng là làm sao ban đêm chúng tôi sẽ hạn chế tối đa, cũng quyến triệt cho tài xế là ban đêm là hạn chế việc mà thổi bóp kèn, rồi cũng như là chạy chậm lại để làm sao để cho nó tránh cái tình trạng mà nó gặp phải các ổ gà, cho nó hạn chế cái việc rung lắc. Đấy, và anh em chất hàng cũng vậy, là cũng cố gắng là chất cho nó nhẹ nhàng, để hàng quá thì chất xa ra không chắc. Chất xác của người dân nữa. Nếu các cơ quan chức năng ở đây không có biện pháp giải quyết triệt để những tiếng ồn, sự rung lắc, ô nhiễm môi trường ở cảng Tân Thuận còn tiếp tục kéo dài, thì những người dân quanh khu vực vẫn phải sống trong sự đe dọa và lo lắng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.